Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ bắt giữ đầu tiên sau chuyến thăm đề cập đến nhân quyền của Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm 30 tháng 8 năm 2021 đã bắt giữ Facebooker Bùi Văn Thuận, người có nhiều bài đăng tải chỉ trích lãnh đạo và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội. Họ đưa ra cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới thăm và đề cập về vấn đề nhân quyền với những người đứng đầu chính phủ ở Hà Nội. Ông Thuận, người có trang Facebook Cha Già Dân Tộc, mới đăng tải bài mới nhất nêu ra sự đối chọi trong phát ngôn của các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có ông Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, về cách chống dịch COVID-19 bị công an bắt tại nhà riêng ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào sáng ngày 30 tháng 6. Đây là hình ảnh với giọng văn hài hước trên Facebook cá nhân. Ông Bùi Văn Thuận tự mô tả về mình là cha già dân tộc, danh nhân văn hóa quốc tế, chuyên gia tường thuật phân tích chọi chó hàng đầu Việt Nam. Bà Trịnh Nhung, vợ ông Thuận, xác nhận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sau khi truyền thông nhà nước Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về vụ bắt giữ này. Theo bà Nhung cho biết, gia đình bà đã bị bất ngờ khi công an giả dạng là nhân viên y tế đến để yêu cầu khai báo y tế. Vào lúc ngày 8 giờ 30 phút sáng, sau đó khám xét nhà và đọc lệnh bắt giữ ông Thuận. Quyết định của công an tỉnh Thanh Hóa mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được xem nói rằng ông Thuận bị khởi tố vì tội tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều số 117 của Bộ luật Hình sự. Một điều luật mà thường được dùng để bắt giữ các tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Ông Thuận, một giáo viên dạy hóa trước khi trở thành một blogger có tiếng ở Việt Nam, từng được tờ báo Los Angeles Times phỏng vấn và bị Facebook chặn tài khoản cũng như xóa các bài viết chỉ trích chính quyền, cùng loạt bài đăng tải về vụ tranh chấp đất đai ở làng Đồng Tâm. Trong một bài đăng tải về vụ việc gây nhiều tranh cãi này hồi tháng 1 năm ngoái, ông Thuận gọi các lãnh đạo nhà nước là những kẻ cướp đất và viết rằng những tội ác của các ông sẽ hằn sâu trong tâm trí tôi, theo tờ Los Angeles Times chia sẻ. Một trong những bài đăng tải gần đây nhất của ông Thuận đưa ra những phản ánh của người dân về việc thiếu ăn, thiếu đói trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa vì đại dịch và cho rằng 99% người dân Sài Gòn đang phải dài cổ chờ bộ đội, cán bộ đi chợ hộ. Bà Nhung cũng cho biết chồng bà đã biết rằng sẽ có ngày bị bắt và gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Anh ấy biết rõ là sẽ gặp nguy hiểm vì đã lên tiếng đấu tranh thì không thể nào yên ổn được. Bà Nhung nói và cho biết tôn trọng những việc làm của chồng mình. Nhưng vì lương tâm không cho phép mình im lặng và sợ hãi hay mình bỏ cuộc nên anh ấy mới làm công việc đó. Bà đã chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Việt Nam. Đây chính là vụ bắt giữ đầu tiên được biết tới ở Việt Nam sau khi Phó Tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm Hà Nội hôm 26 tháng 8 năm 2021. Trong buổi họp báo cuối cùng, bà Harris cho biết bà đã nêu vấn đề vi phạm nhân quyền và hạn chế hoạt động chính trị của chính phủ Việt Nam khi gặp các lãnh đạo ở Hà Nội. Trước đó, các nhà lãnh đạo và nhà lập pháp Mỹ và nhiều tổ chức nhân quyền cũng thúc giục bà Harris kêu gọi trả lại tự do cho tù nhân lương tâm khi thăm Hà Nội. Cùng thời gian chuyến thăm này, hai công dân Mỹ gốc Việt được Việt Nam trả lại tự do, được cho là do sức ép ngoại giao từ Washington. Các cuộc trao đổi như thả tù nhân chính trị hoặc lương tâm thường được Việt Nam thực hiện trước hoặc trong các chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao của Mỹ tới Hà Nội. Các nhà hoạt động được thả thường được đưa sang Mỹ hoặc các nước châu Âu để tị nạn, bao gồm như blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện đang sống tại Texas. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở đây và nhà cầm quyền chỉ bắt giữ những ai vi phạm pháp luật. Theo nhà hoạt động Phạm Minh Vũ, một người bạn của ông Thuận, Facebook này trước khi bị bắt nói rằng ông sẽ không nhận tội, không xin ân xá để hưởng khoan hồng hay trao đổi với nhà cầm quyền. Ông cũng cho biết rằng ông không thuộc bất kỳ hội nhóm, phe phái hay tổ chức nào và không có nhu cầu đi tị nạn chính trị hay ra nước ngoài bằng việc trao đổi tù nhân lương tâm. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Thuận
đứng ở bìa trái đang cầm biểu ngữ trong một cuộc biểu tình chống lại ô nhiễm môi trường do Formosa ở gây ra. Cuộc biểu tình này diễn ra tại Hà Nội vào hồi năm 2016. Cũng như theo ông Phạm Minh Vũ, thì việc bắt giữ nhà báo, nhà giáo Bùi Văn Thuận là một hành động đàn áp những tiếng nói tri thức. Bà Nhung nói với công an không cho biết chồng bà sẽ được đi đâu và sẽ bị tạm giam giữ bao lâu. Điều luật 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam quy định mức án tù đến 20 năm cho những người bị kết án tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Quyết định khởi tố của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa ký vào ngày 29 tháng 8 được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này phê chuẩn trong ngày 30 tháng 8. Cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên vào tối ngày 30 tháng 8 cũng cho đài tiếng nói EFA biết về thông tin ông Bùi Văn Thuận bị bắt như sau. Ông Thuận theo tôi biết là một người có những bình luận về chính trị, thời sự tại Việt Nam khá sắc bén, được nhiều người ưa thích trên mạng xã hội. Trên bản tin ngắn của tôi đưa, tôi có nhắc chỉ sau 4 ngày là bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris rời Việt Nam sẽ diễn ra vụ bắt bớ. Tôi nhận định sau vụ bắt này sẽ có những vụ bắt bớ những tiếng nói chỉ trích khác. Ngoài Bùi Văn Thuận bị bắt giữ tại Vũng Tàu, còn có thầy Thích Vĩnh Phước là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, giáo hội không được chính quyền Việt Nam thừa nhận, bị mời đi làm việc vào sáng nay vì bị nói có những bài viết liên quan đến dịch COVID-19. Ông Bùi Văn Thuận được biết sinh năm 1981, bị cáo buộc vi phạm điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bao gồm tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hình ảnh quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân Thanh Hóa về việc phải bắt giam ông Bùi Văn Thuận. Điều luật này đã bị các tổ chức theo dõi nhân quyền cho là mơ hồ, tùy tiện mà nhà nước Việt Nam sử dụng nhằm tìm cách dập tắt những tiếng nói bất đồng chính kiến và đàn áp quyền tự do biểu đạt của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Thống kê cũng cho thấy, từ đầu năm 2021 cho đến nay, công an của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết án 17 người sử dụng Facebook và bắt giữ ít nhất 9 người chỉ vì dùng quyền công dân phát biểu những điều bị họ coi là độc hại đối với chế độ độc tài đảng trị ở Ba Đình. Ông Bùi Văn Thuận vốn là một giáo viên dạy môn hóa học ở trường trung học. Vì viết Facebook chỉ trích đường lối độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nên đã bị mất việc làm. Ông từ tỉnh Hòa Bình về Hà Nội sống với việc dạy kèm học sinh, sống qua ngày nhưng bị công an ép đổi nhà liên tục nên đã phải trở về quê. Vì ông vẫn viết phản biện chỉ trích chế độ nên đã bị bắt thẩm vấn, đe dọa rất nhiều lần và phải di chuyển chỗ tạm trú cũng nhiều lần. Nơi cư trú sau cùng của ông lấy ghi trên tờ là quyết định khởi tố bị can là phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Phản biện sau cùng của ông trên trang Facebook cá nhân là vào ngày 29 tháng 8 khi ông nêu ra những phát ngôn trái ngược nhau của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như chống dịch như chống giặc, với Thủ tướng Phạm Minh Chính là xác định sống chung dài lâu dài với dịch, không thể khống chế tuyệt đối. Và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang là đây là trận chiến không thắng, không về. Ông Thuận cũng đặt ra câu hỏi là ủa, vậy là bác Trọng nói sai, hay chống không được ta buông súng đầu hàng, rồi cuối cùng là buộc phải sống chung với giặc. Nếu không thắng được dịch, tức là giặc, bộ đội sao có thể về đây đại tướng, chả lẽ vất vưởng mãi trong đó hay sao? Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính mới đây cũng đưa ra quan điểm mới, nói rằng xác định sống chung lâu dài với dịch COVID-19. Có vẻ ngược với tuyên bố trước đó rằng sẽ quyết tâm chiến đấu, chiến thắng COVID-19. Trước lời phản biện trên, ông theo dõi và chỉ trích cách chống dịch COVID-19 trên dưới đá nhau, kém hiệu quả, làm khổ người dân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ Trung ương tới các địa phương. Có thể những điều này đã khiến ông bị bắt. Bình luận về việc Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra lực lượng quân đội đến đi chợ và cấm shipper hoạt động, sau đó lại thông báo cho ship hoạt động trở lại, ông Bùi Văn Thuận viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: thằng cha già đã có tốt làm toán giúp đảng rồi mà. Một thành phố 12 triệu dân, khoảng 4 triệu bếp nấu ăn gia đình, mỗi tuần đi chợ một lần, mỗi ngày có khoảng 500.000 nhà cần đi chợ. Quân đội, dân phòng, công an sao có thể ship, sao có thể nhận đơn hàng, sao có thể làm kế toán, kho bãi, phương tiện và cả nghìn thứ khác phát sinh đi kèm cho được.
Theo các con số báo cáo của báo chí đưa tin, quân đội, chính quyền chỉ có thể đi chợ hộ khoảng 20% số nhu cầu. 80% còn lại họ sẽ sống kiểu gì, mua nhu yếu phẩm, thuốc men kiểu gì, không bung toang, không phá sản mới lạ. Chỉ những con bò hoặc đứa thiểu năng cai trị mới không biết rằng một thành phố 14 triệu dân như Sài Gòn ít nhất cần 50% nhân lực trong đó phải hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Tính kiểu gì cũng còn 5-7 triệu người hoạt động trong chuỗi dịch vụ nông nghiệp, chỉ cần loại bỏ đi 2 triệu nhân lực kèm năng lực phương tiện của họ trong chuỗi ngành này là thành phố sẽ bung toang và sẽ thiếu thốn, chết đói. Vậy mà đám ngu cứ duy ý chí và tin tưởng một cách vừa đần độn vừa mù quáng. Đằng này chúng đòi để quân đội và chính quyền lo hết. Có mà lo vào mắt, lo vào lòng đất. Quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 với bản tin vụ bắt giữ đầu tiên sau chuyến thăm đề cập đến nhân quyền của Phó Tổng thống Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.